Đoạn clip ghi lại tình tiết vụ va vấp xảy ra trong một con ngõ hẹp. Chiếc xe tải khá lớn, chiếm gần hết cả đường. Người thanh nữ đi xe máy ngược chiều xe tải. Thấy xe lớn đang tới, người này dừng lại nhưng chợt nhiên té đúng lúc chiếc xe đi qua. Suýt chút nữa, người thanh nữ đã nằm dưới bánh xe tải. Cú té chí mạng của người thanh nữ khiến lái xe đi sau toát mồ hôi rét mướt. Clip được camera hành trình của xe sau ghi lại. Tài xế đăng đoạn clip lên mạng xã hội mà chưa hết bàng hoàng. Nhiều bình luận cũng không khỏi bất ngờ. Bác gái kia số đỏ đấy, suýt thì đi gặp gỡ tử thần rồi, kinh hãi thật. Tài khoản đông đông nhận xét. Người thanh nữ tự té thì xui khỏi nói rồi nhưng xe tải chắn hết đường thế này cũng nguy hiểm, làm khuất hết góc nhìn của các phương tiện khác, một tài khoản khác cho hay.